Thưa quý vị, Bank of America vừa công bố mức tăng trưởng hai con số, vượt qua kỳ vọng của giới chuyên gia nhờ vào các giảm chi phí để nhà mạnh đầu tư ngân hàng và lợi nhuận từ hoạt động cho vay. Quý 2 năm 2013, Bank of America có mức lợi nhuận thuần tăng 63%, đạt 4 tỷ đô la Mỹ, tức là 32 cent trên một cổ phiếu, vượt qua mức kỳ vọng của các chuyên gia là 25 cent trên một cổ phiếu. Bank of America cần phải cắt giảm chi phí mạnh mẽ để có thể đạt được thu nhập 1,3 đô la Mỹ mỗi cổ phiếu vào năm 2014. Chi phí liên quan tới các khoản nợ xấu và tịch biên nhà cửa cũng giảm nhanh hơn dự đoán. Lợi tức từ hoạt động quản lý đầu tư và tài sản toàn cầu của ngân hàng này cũng tăng 38%. Tuy nhiên, lợi nhuận từ giao dịch tiền tệ, hàng hóa và các tài sản sinh lời cố định khác lại không cao. Nguyên nhân được cho là do tình trạng bán tháo trái phiếu diễn ra trong quý 2 sau thông tin Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có thể sẽ thu hẹp gói kích thích kinh tế. Ngay sau khi báo cáo quý 2 năm 2013 được công bố, cổ phiếu của ngân hàng này lập tức tăng 2,8% lên 14,31 đô la Mỹ một cổ phiếu. Tính chung trong vòng 12 tháng qua, các nhà đầu tư đã đẩy cổ phiếu của ngân hàng này tăng 76%, riêng trong năm nay thì tăng 20%.